Hello everyone, xin chào các bạn. Welcome back to Hà Nội Language and Cultural Academy YouTube channel. In today's video, we'll give you some example of có and không có. You can also use this grammar to answer when someone asks you if you own something or not. To understand better, let's take a look at some example. Máy tính xách tay. Máy tính xách tay. Tôi có máy tính xách tay. Chuột máy tính. Chuột máy tính. Tôi không có chuột máy tính. Tôi có máy tính xách tay nhưng không có chuột máy tính. Tôi có máy tính xách tay nhưng không có chuột máy tính. Xe ô tô. Xe ô tô. Anh Nam không có xe ô tô. Nhà riêng. Nhà riêng. Anh Nam có nhà riêng. Anh Nam không có xe ô tô nhưng anh Nam có nhà riêng. Anh Nam không có xe ô tô nhưng anh Nam có nhà riêng. Xe máy. Xe máy. Em trai tôi không có xe máy. Bằng lái xe máy. Bằng lái xe máy. Em trai tôi có bằng lái xe máy. Em trai tôi có bằng lái xe máy nhưng không có xe máy. Em trai tôi có bằng lái xe máy nhưng không có xe máy. Cả. Cả. Hà Nội không có cảng. Sân bay. Sân bay. Hà Nội có sân bay Nội Bài. Hà Nội có sân bay Nội Bài nhưng không có cái cảng nào. Hà Nội có sân bay Nội Bài nhưng không có cái cảng nào. This is the end of today's video. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you and see you next video.